Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 25 tháng 11 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi ngày thứ năm này với người tuổi Tý, thầy tử vi chỉ ra rằng người tuổi Tý hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao một phần là nhờ có tam hợp nâng đỡ bạn có thể nghĩ ra nhiều phương pháp mới để giải quyết công việc chứ không đi theo lối mòn điều này khiến cấp trên hài lòng và đồng nghiệp ngưỡng mộ thử thách trước mắt cũng chính là cơ hội thăng tiến của bạn vì vậy dù nội dung công việc có khó khăn thì hãy tự tin lên và nhanh chóng nắm bắt chớ nên trần trừ do dự bên cạnh đó quý nhân cũng sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ bạn tuy nhiên trong ngày này có một số mâu thuẫn đang tồn tại trong gia đình bạn dù là chuyện lớn hay nhỏ, hai người cũng cần nói chuyện rõ ràng với nhau, không nên cố tình lờ đi, để khúc mắc ngày một lớn dần. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, hợi. Tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim. Ngày có sự thay đổi nơi ăn trốn ở, công việc làm ăn, tình cảm. Có tài lộc, có hỷ sự, bạn mới. Đi xa gặp quý nhân hoặc nhận được tin tức của quý nhân ở xa đem lại điểm tốt cho mình. Tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy ngày có nhiều sự thay đổi hoặc đã đến lúc kết thúc hoặc nhận được công việc tin tức mới ngày thuận lợi cho đám tiệc hội họp sửa chữa tu bổ mua sắm công việc tình cảm đi vào giai đoạn mới hao tốn tiền bạc về giao thiệp tiệc tùng gặp được quý nhân hoặc bè bạn có tin buồn tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ cho mọi công việc từ công danh cho đến tình cảm nên có sự kết thúc có sự thay đổi về công việc đang làm hoặc nhận được tin tức mới có tin được mời dự tiệc hoặc có tin vui. Tài lộc vào nhanh ra nhanh nhưng không phải là xấu. Tử vi tuổi canh tí, thuộc mệnh thổ. Trong công việc cần phải có sự khéo léo nếu không sẽ khó thành công. Dù gặp tin xấu cũng không nên nản chí hãy tìm phương cách giải quyết. Chuyện thay đổi về công danh, nhà cửa nên tìm quý nhân cho biết ý kiến. Tài lộc tuy có chút ít nhưng không nên tiến tới, nên an phận và có tin tức tốt nhưng chậm. Có quý nhân nâng đỡ mình trong công việc tiền bạc. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc. Dù là công việc tiền bạc hay là tình cảm cũng không nên nghĩ đến quyền lợi của mình mà bỏ quên những người khác, phải biết chia sẻ, hao tốn. Có tin tức hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Tài lộc tốt. Tử vi tuổi sửu. Vận trình ngày thứ năm này với người tuổi sửu cho thấy, thiên quan giáng họa báo hiệu một ngày chẳng mấy yên bình đối với người tuổi sửu. Công việc của bạn liên tiếp gặp phải rắc rối do có kẻ tiểu nhân bày kế hãm hại bạn cần tỉnh táo để không rơi vào bẫy của kẻ xấu khi giao tiếp với cấp trên bạn cũng cần đặc biệt chú ý cách thức diễn đạt của mình không phải bao thẳng thắn cũng là hay bởi đôi khi sự thật mất lòng bạn cần diễn đạt ý muốn của mình liền truyền hơn có như vậy thì mới không khiến người nghe khó chịu trong chuyện tình cảm con giáp này cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình đừng cho rằng mình đã quá thấu hiểu mọi việc nên tự mình quyết định tất cả mà không quan tâm đến cảm xúc của đối phương Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ tí, tỵ, dậu. Tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim. Ngày tuổi của bổn mạng. Việc đến như thế nào thì nhận như thế ấy, cũng không nên tham lam, tuy được về phần mình nhưng sau này sẽ có chuyện mít lòng, gặp nhiều phiền toái, mọi người xa lánh. Nên có sự san sẻ về tiền bạc, lợi lộc. Ngày có tin tức hoặc có người đến bàn thảo về công việc cũng như về tình cảm. Không nên nói nhiều hoặc phân trần vô ích. Có tài lộc nhưng dễ hao tốn về tiệc tùng, giao thiệp tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy. Ngày tuổi của bổn mạng, mọi việc nên cẩn trọng, có tin buồn, nếu công việc không có gì khẩn cấp quan trọng thì nên để vào ngày khác giải quyết. Chỉ thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại các công việc cũ. Không nên nhúng tay vào chuyện của người khác dễ bị thị phi. Có tài lộc, tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng, mọi việc đều phải có sự kiên nhẫn, không nên nóng nảy khi gặp trắc trở, chậm chạp, nhưng sau đó sẽ có sự thuận lợi hoặc gặp được quý nhân, cơ hội. Ngày có thân nhân, bè bạn đến hoặc có tin tức âu lo về công ăn, việc làm, tình cảm, sức khỏe của họ. Tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của bổn mạng. Tất cả mọi chuyện về việc làm, công danh, tình cảm nên có sự giới hạn và chậm rãi. Hấp tấp hoặc kéo dài sẽ có sự rắc rối hoặc bị đảo lộn, sai sót. Nên thận trọng khi nghe ý kiến của những người khác có người đến đem tin buồn hoặc tin tức mong cầu chưa đến tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc ngày tuổi của bổn mạng có sự tu bổ sửa chữa dọn dẹp mua sắm hoặc có tiệc tùng dự tiệc trừ cũ lập mới có tin xa hoặc có tin về sự thuyên chuyển nhà cửa văn phòng công ăn việc làm sức khỏe không tốt có chuyện buồn có sự hoàn trả nợ nần hoặc phải giải quyết các việc đã có sự hẹn trước có cuộc đi ngắn gặp mặt hội họp gặp gỡ tài lộc trung bình tử vi tuổi dần. Thương quan đem tới nhiều điều không như ý trong sự nghiệp của người tuổi dần. Những ai tham gia thi cử, xin việc cần chuẩn bị tốt trước khi bước vào cuộc thi. Người làm công ăn lương có thể cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi trước sự chèn ép của cấp trên hoặc đồng nghiệp. Tuy nhiên trước khi than thân trách phận, ngày này với người tuổi dần, bạn cần nhìn nhận lại cách đối nhân xử thế của bản thân. Trong ngày thứ năm này, vị trí của thai thần ở hướng tây nam phía ngoài nhà kho và nhà vệ sinh do đó, thai phụ không lên lui tới những nơi này nhiều hoặc dịch chuyển vị trí, tiến hành sửa chữa ở đây. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, tuất, hợi. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy. Nên theo đường lối cũ mà làm chưa phải lúc thay đổi phương hướng công việc. Không nên nản trí, giao thiệp, giao dịch với người khác phái có lợi. Có khách hoặc bạn đến có tài lộc hoặc được lộc ăn, quà tặng dự đám tiệc nhỏ. Ngày có hỷ sự, tin vui, hợp các nghề thủ công mỹ nghệ, giải trí, giải khát, du lịch. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa. Ngày không nên vội vã tiến hành, giải quyết hoặc hấp tấp quyết định mọi việc chưa có sự ngã ngũ rõ ràng nên chờ đợi. Nếu công việc tạm thời có sự kết thúc hoặc toàn tính bắt tay vào công việc mới cũng nên xem xét lại những gì còn thiếu sót để tu bổ, chỉnh đốn hoặc mua sắm thêm. Tài lộc dễ hao, sức khỏe không tốt tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ. Đã đến lúc cần phải có sự thay đổi hoàn cảnh, công việc hiện tại. Hoặc có sự đứng chừng, bỏ dở, phá ngang do có khách đến hoặc có tin tức mới. Ngày có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân hoặc có tin của họ. Mọi việc nên từ từ giải quyết, không nên tiến nhanh có hại. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc. Gia đạo có hỷ sự, có đông người đến, hoặc có nhiều tin tức của thân nhân, đồng sự, hoặc có sự tu bổ, sửa sang, dọn dẹp, chỉnh đốn công việc, văn phòng. Trước khi quyết định hoặc mưu cầu việc gì cần có sự giao thiệp tốt đẹp về tình cảm, ngoại giao rộng mới có thể thành công. Nên nặng về hình thức quảng cáo. Có tài lộc nhưng hao tán về mặt quà tặng, giao dịch, chia chác, tiệc tùng. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn cho mọi công việc từ công danh cho đến tình cảm. Dù là công việc, tiền bạc hay là tình cảm cũng không nên nghĩ đến quyền lợi của mình mà bỏ quên những người khác, phải biết chia sẻ, hao tốn. Có tin tức hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn tài lộc tốt. Tử vi tuổi mão. Mối quan hệ giữa người tuổi mão và con cái đang ngày càng trở nên xa cách. Bạn có thể sẽ cảm thấy không hài lòng vì con cái không được như mình kỳ vọng. Tuy nhiên, có thể chính bạn cũng đang đặt ra những yêu cầu quá cao đấy. Bên cạnh đó, bạn và người ấy cũng có thể tranh cãi vì những quan điểm không thống nhất nếu cứ một mực giữ ý kiến của mình, không chịu đặt mình vào vị trí của đối phương thì những bất đồng sẽ chẳng thể giải quyết. Hãy nghiêm túc lắng nghe quan điểm của đối phương. Trên phương diện sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 21 âm lịch, nhân thần ở ngón chân, bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, thìn, hợi. Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy. Ngày không tốt, tất cả mọi việc đến với mình chỉ đem lại chuyện phiền lòng rắc rối trắc trở khó có phương hướng giải quyết dễ gặp sự thiệt thòi sự mong cầu về tình cảm hẹn ước nếu có đến cũng phải chịu sự hao tán hoặc chậm trễ hoặc chỉ là lời nói không có sự thực nên vì công việc chung mà nội bộ không nên bất hòa tranh cãi trong sự góp ý chờ đợi tài lộc kém tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa nên tiến hành những công việc đã có dự tính trước hứa hẹn ngày có đám tiệc có khách đến sức khỏe không tốt nếu có tin tức về công việc mới cũng không nên vội vã, có trở ngại hoặc gặp chuyện không như ý. Ngày có nhiều việc phải lo âu giải quyết nhưng vẫn khó lòng hoàn thành. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ. Làm gì cũng không nên hấp tấp vội vàng, có sự hư hại về đồ đạc vật dụng, việc vui chơi, tình cảm không có lợi về tiền bạc nhưng sẽ có hậu quả tốt. Có tài lộc nhưng cũng hao tán cho những công việc cần thiết. Ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc có nhiều tin tức đến. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc mọi việc sẽ tự nhiên đến không nên tính toán hoặc cưỡng cầu. Có sự trở ngại, chậm trễ cho việc trở ngại, di chuyển. Có tin xa của thân nhân, bè bạn. Nên để cho người khác đứng thay cho mình trong công việc. Tài lộc kém. Tử vi tuổi quý mão, thuộc mệnh kim. Ngày không nên hấp tấp, vội vàng trong công việc. Không nên tiến hành hoặc quyết định những công việc lớn lao. Cũng không nên để chuyện tình cảm hoặc mới nhận được tin mà đã có sự lo âu. Chưa phải là lúc giải quyết. Ngày nên có sự nghỉ ngơi hoặc làm việc bình thường có tin vui, buồn lẫn lộn. Tử vi tuổi thìn. Do chịu ảnh hưởng của cục diện tương phá, người tuổi thìn thường xuyên là cái đích để kẻ xấu hãm hại, gây chuyện thị phi. Tuy nhiên, bạn chớ mất bình tĩnh dù có rơi vào tình huống xấu nhất. Đặc biệt, bạn không nên nóng nảy, nói năng thiếu cẩn trọng dù giao tiếp với ai đi chăng nữa. Đừng để những lời nói vô tình của mình trở thành cái cớ cho kẻ tiểu nhân lợi dụng, đẩy bản thân vào rắc rối lớn hơn nữa. Hãy suy nghĩ tích cực hơn, bởi bạn là con giáp được thần Phật che chở. Trong chuyện tình cảm, những người còn độc thân đang có xu hướng khép mình lại và ngại giao tiếp với mọi người. Bạn cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho những mối quan hệ tình cảm mới vì vẫn còn bị chuyện quá khứ ám ảnh. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ tí, thân, dậu. Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa. Tuy có gặp chút ít khó khăn trở ngại, nhưng công việc vẫn được hanh thông tránh mọi chuyện thị phi, phiền hà rắc rối. Có tài lộc hoặc có hỷ sự, lộc ăn, quà tặng. Ngày có sự tổng kết của công việc, đến hạn kỳ. Có tin xa, thích hợp với ngành nghề công kỹ nghệ, sửa chữa. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Có người đến nhờ vả mình hoặc nhờ góp ý kiến, và chính mình cũng nên gặp quý nhân để nhờ giúp cho công việc cần thiết. Có cuộc vui hoặc được mời dự nhưng chỉ là phần giao thiệp nhẹ vì tình nghĩa. Tài lộc dễ hao tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc khi bắt tay vào công việc gì đề phòng có sự cháo trở hoặc sự việc xảy ra không được đúng như ý muốn nếu có người đề nghị về đầu tư hợp tác hoặc có sự chia tay giải thể thì cũng không nên vì những tiểu tiết nhỏ nhặt làm mất hòa khí nên thanh toán những việc đã đến hạn kỳ tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim việc gì đã có tính toán thì nên tiến hành dù có sự trắc trở khó khăn nhưng sẽ có hậu quả tốt ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có sự tu bổ sửa chữa mua sắm không nên mưu cầu những chuyện lớn lao sẽ không thành công tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy chớ nên vội vã kết luận khi nhận được tin hoặc có sự lo âu nếu có người đề nghị về hợp tác hoặc chia tay giải thể thì cũng không nên vì những tiểu tiết nhỏ nhặt làm mất hòa khí nên thanh toán những việc đã đến hạn kỳ khi bắt tay vào công việc gì đề phòng có sự cháo trở hoặc sự việc xảy ra không được đúng như ý muốn không nên vì chuyện tình cảm mà có sự thiệt hại. Tử vi tuổi tỵ Chính tài chiếu mệnh giúp cho người tuổi tỵ có cơ hội đón nhận tin vui trên phương diện tài lộc. Bạn đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua và đây là lúc bạn có thể yên tâm tận hưởng thành quả của mình. Người làm ăn cũng kiếm được một khoản kha khá trong ngày hôm nay. Bạn xây dựng được uy tín nên đã tạo được danh tiếng tốt được nhiều người tin tưởng những mối khách hàng, đối tác này hứa hẹn đem lại nhiều lợi ích cho tương lai. Trong chuyện tình cảm, người tuổi này có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên luôn thấu hiểu và bao dung cho nhau nhờ thường xuyên tâm sự với nhau những việc xảy ra hàng ngày. Hai người có thể chung tay vượt qua sóng gió. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, sửu thân, dậu. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, nên giới hạn mọi việc giao thiệp qua lại, cũng nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói, tất cả đều không tốt dễ đem đến sự hiểu lầm, phiền toái. Có tin buồn, việc làm ăn còn nhiều khó khăn chưa phải là lúc tiến lên. Cũng nên dè chừng những nguồn tin, e rằng sự xấu còn hơn. Ngày dễ gặp những chuyện bực mình hoặc nghe những tin bất lợi cho mình hoặc của người thân, bè bạn. Hao tốn về mua sắm, quà tặng, thăm hỏi. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ không nên bàn đến chuyện người khác, mọi việc đều nên có sự cẩn trọng, vì dễ gặp thị phi, trắc trở. Tránh tranh cãi, phân bua, sức khỏe không tốt, nên có sự nghỉ ngơi, có tin buồn, chuyện vui chơi, tình cảm không nên kéo dài gặp điều bất lợi. Tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc. Ngày không nên làm những việc trọng đại. Ngày có nhiều chuyện sẽ đến, gặp nhiều người hoặc nhiều công việc đến với mình. Chuyện bất ngờ cũng có, chuyện đã hẹn trước cũng có. Sức khỏe không tốt hoặc phải lo lắng nhiều cần nên tôn trọng ý kiến lẫn nhau dễ có sự bất hòa nói nhiều có tài lộc nhưng dễ hao tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim không nên tranh cãi và cũng không nên nghe lời người khác sự việc hay có sự thay đổi bất ngờ có nhiều tin tức đến dồn dập khiến phải âu lo về bổn mạng sức khỏe công danh của mình về người thân không nên tính toán mưu cầu tiền bạc sẽ không có kết quả nếu có người mưu tính hùn hạp cũng là điều không nên e có sự lợi dụng hoặc mít lòng có tin buồn tâm tình bất an hao tài về mua sắm tu bổ sửa chữa tử vi tuổi quý tị thuộc mệnh thủy ngày có sự tu bổ sửa chữa dọn dẹp mua sắm hoặc có tiệc tùng dự tiệc trừ cũ lập mới có tin xa hoặc có tin về sự thuyên chuyển nhà cửa văn phòng công ăn việc làm sức khỏe có liên quan đến mình thân nhân bè bạn có sự hoàn trả nợ nần hoặc phải giải quyết các việc đã có sự hẹn trước có cuộc đi ngắn gặp mặt hội họp gặp gỡ tài lộc trung bình tử vi tuổi ngọ. Người tuổi ngọ vốn tài giỏi và nhanh trí, nhưng dưới tác động của cục diện tương hại, bạn dễ đánh mất sự điềm tĩnh cần phải có. Bạn sẵn sàng tranh cãi hoặc gây gổ với những ai nêu ý kiến trái ngược mình, dù đối tượng là ai đi chăng nữa. Bản mệnh cũng dễ dàng mất kiên nhẫn nếu phải giải quyết những công việc khó khăn, cần sự tỉ mỉ và khéo léo. Bạn cần phải tìm cách tự tạo động lực cho mình, không nên bỏ giờ công việc giữa chừng như vậy nếu bạn muốn đạt được thành công quý nhân của bạn có thể chính là người thân trong gia đình, đối phương sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý. Bạn luôn dành sự quan tâm và tôn trọng đến những thành viên lớn tuổi trong gia đình mình nên cũng được mọi người yêu mến và chiếu cố. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi, tuất. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim. Chuyện tình cảm nên có sự dứt khoát, không nên lưu luyến, kéo dài nên cẩn trọng trong công việc có những sự đột biến bất ngờ hoặc có tin tức làm đảo lộn mọi dự tính đưa đến rời hẹn sai hẹn dở dang công trình công việc tiến thoái lưỡng nan tránh chuyện thị phi tranh cãi dù đó chỉ là chuyện vui đùa chuyện tình cảm bị hiểu lầm có tin xa buồn vui lẫn lộn tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy không nên tin chắc vào sự tính toán dự tính của mình vì rất dễ có những sự kiện hoặc tin tức mới gây sự cản trở bỏ giờ nhưng vẫn không phải là xấu ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tin của họ tài lộc trung bình tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa mọi việc dù là chuyện làm ăn hay là tình cảm cũng nên có sự giới hạn không nên kéo dài sẽ không tốt có tài lộc có tin xa sự cầu mong về đi lại di chuyển có sự trở ngại chút ít tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ không nên chú trọng ở bề ngoài hãy nhìn kỹ những ẩn ý ở phía sau trong công việc nên để cho người khác đứng đại diện cho mình có tin xa có người đến nhờ mình giúp đỡ. Có sự hư hại cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Tử vi tuổi nhâm ngọ, thuộc mệnh mộc. Nên cẩn thận ngay từ đầu, và làm việc gì cũng nên nhanh chóng vì còn nhiều việc ở phía sau. Chuyện vui chơi, tình cảm, giao thiệp nên rẻ dặt không nên đi quá xa. Nên khiêm tốn nếu mình có sự thành công hoặc có lợi. Việc đi lại, di chuyển không đúng theo ý muốn, có sự thay đổi ở dọc đường. Có khách đến. tử vi tuổi mùi. Trong ngày phạm cục diện tương hình như hôm nay, người tuổi mùi chớ nên quá mức tự tin thành ra chủ quan ở mọi việc. Nếu thường xuyên bỏ ngoài tay lời khuyên của người khác vì cho rằng mình có thể hiểu rõ và tự giải quyết mọi chuyện, bạn sẽ gặp phải rắc rối. Con giáp này cần đặc biệt chú ý đến cách ăn nói của mình, tránh làm mất lòng người đối diện, nhất là những ai thực sự muốn tốt cho mình. Cho dù không muốn tiếp thu đi chăng nữa, bạn cũng nên lắng nghe với thái độ tôn trọng. Hôm nay bạn chớ nên cố chấp với suy nghĩ của chính mình, bởi chưa chắc hướng suy nghĩ hiện tại của bạn đã là chính xác. Đôi khi thay đổi góc độ quan sát vấn đề sẽ giúp bạn nhận ra những hướng giải quyết công việc đơn giản hơn nhiều. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, hợi, ngọ. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim. Ngày không nên mưu cầu những việc lớn lao, hoặc tiến hành công việc, ra đi cũng có sự trở ngại hoặc không có lợi ích gì. Mọi tin tức đến dễ có sự cháo trở, đảo lộn ngày nên thu vén sắp xếp tu bổ lại công việc cho ổn định nên nghỉ ngơi không nên tính toán có tin tức ở xa tài lộc vào ra thất thường có lộc nhỏ tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy ngày xung của bổn mạng nếu có ai đến nhờ vả hoặc mong cầu sự giúp đỡ thì nên cẩn trọng sự việc không phải là đơn giản nếu là công việc của mình thì nên hỏi ý kiến của quý nhân hoặc cấp trên sẽ có sự thuận lợi có tin buồn ở xa ngày có sự tu bổ sửa chữa dọn dẹp việc di chuyển đi lại thường gặp khó khăn trắc trở tử vi tuổi kỳ mùi thuộc mệnh hỏa ngày sung của buồn mạng hãy nghĩ đến công việc chung mà đồng tâm ý hợp chuyện của việc làm hay vui chơi tình cảm cũng không nên khen chê nếu không vừa ý mình có tin buồn ở xa nếu có ai đến nhờ vả hoặc mong cầu sự giúp đỡ thì nên cẩn trọng tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ ngày nên thu vén sắp xếp lại công việc cho ổn định không nên mưu cầu những việc lớn lao hoặc tiến hành công việc ra đi cũng có sự trở ngại hoặc không có lợi gì mọi tin tức đến dễ có sự cháo trở đảo lộn nên nghỉ ngơi không nên tính toán có tin xa tài lộc vào ra thất thường nhưng cũng có quý nhân giúp đỡ tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc ngày xung của bổn mạng nếu đang tiến hành công việc hoặc chờ đợi tin tức mình mong cầu cũng không nên xem thường vì sự việc sẽ xảy ra không được như ý có sự cản trở việc đi lại di chuyển cũng nhọc nhằn dù là chuyện vui chơi hoặc tình cảm giao thiệp cũng không nên đi quá xa có tin buồn tử vi tuổi thân ngày hôm nay người tuổi thân rất vượng đào hoa dù đã lập gia đình hay vẫn còn độc thân bản mệnh dễ dàng gây ấn tượng với người khác giới nếu còn lẻ bóng thì đây là cơ hội tốt để mở rộng các mối quan hệ và làm bạn với mọi người tuy nhiên với những người đã lập gia đình thì bạn nên chủ động giữ khoảng cách với người khác giới đừng để cảm giác thỏa mãn hư vinh nhất thời khiến mình sa ngã, gây tổn thương cho những người thân yêu nhất. Xem ngày tốt xấu theo nhị thập bát tú, hôm nay là ngày khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là xây đắp hay sửa chữa phần mộ, trổ cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, chặt cỏ phá đất, may cắt áo mão, kinh doanh, giao dịch, mưu cầu công danh. Giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ tỵ, dậu tuất. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy, không nên bực bội, cãi nhau khi công việc, tình cảm đến không được như ý. Nếu suy nghĩ kỹ thì cũng không có gì gọi là thiệt thòi. Sự mập mờ, mơ hồ về giao ước, hứa hẹn sẽ có kết quả ở tương lai. Nên tự trọng và giữ lấy uy tín của mình. Tiền bạc còn chậm, hoặc chỉ là lời hứa. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa. Mọi việc nên có sự chậm rãi. Dù công việc có nằm trong tầm tay cũng dễ có sự thay đổi, đứng chừng, chắc chờ do có tin tức mới hoặc có khách đến sự mong cầu về tiền bạc thường chậm chạp, chắc trở, nếu có cũng hao vì nhiều chi phí. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ. Ngày có nhiều sự việc xảy đến, tốt xấu lẫn lộn. Nếu có tài lộc thì cũng phải có sự hao tán về vui chơi, giao thiệp. Nên cẩn trọng không nên để người khác xen vào chuyện của mình, hãy tự mình giải quyết công việc. Tử vi tuổi canh thân, thuộc mệnh mộc. Nếu có sự giúp đỡ của quý nhân thì cũng không nên so đo e ngại sự hao tốn, hoặc những việc nhỏ nhặt có sự trở ngại chút ít nhưng cũng phải cố gắng hoàn tất không nên bàn tán chỉ gây thêm rắc rối phiền toái có lộc nhỏ hoặc lộc ăn quà tặng tin vui đã đến lúc cần phải giải quyết những công việc đúng hạn kỳ theo sự hẹn ước có tin xa hoặc gặp gỡ người thân tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim nếu có sự giúp đỡ của quý nhân hoặc có được cơ hội thì nên tiến hành nhanh chóng nên đi xa di chuyển ngày có sự thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa hoặc thay đổi công việc hao tốn về giao thiệp nhưng cũng không nên kéo dài. Không nên để người khác xen vào chuyện của mình, hãy tự mình giải quyết. Có tin buồn, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi dậu vốn hiểu biết, phong phú giúp người tuổi dậu dễ nhận được sự thán phục và tin tưởng của mọi người xung quanh. Thêm vào sự giúp đỡ của tam hợp, bạn có thể dẫn dắt mọi người đi đến thành công có điều con giáp này cũng cần phải chú ý đến tính cách hiếu thắng của mình. Trước khi giải quyết việc gì, bạn nên suy tính trước sau kỹ càng, không nên mù quáng lựa chọn những việc nằm quá khả năng chỉ vì muốn khoe mẽ bản thân. Trong chuyện tình cảm, con giáp này có mối nhân duyên tốt đẹp bởi bạn và người ấy ngày càng trở nên thấu hiểu nhau hơn. Nếu còn chưa kết hôn, hai bạn đã có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, tuất tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy ngoài chuyện về sinh nở đám tiệc dọn dẹp sửa chữa chỉnh trang thì không kể mọi việc đều nên cẩn trọng khi tiến hành dễ gặp chuyện không vừa ý hoặc mang tin buồn không thuận lợi về công việc làm ăn cũng như về bổn mạng sự mong cầu về tài lộc không tốt dễ hao dù có cũng không xứng đáng nên quay về nơi trốn cũ tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa nên thay đổi công việc hoàn cảnh hiện tại hoặc đi xa mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân hoặc có tiệc tùng đình đám có tin xấu về đi lại di chuyển sử dụng các phương tiện xe cộ máy móc tử vi tuổi kỳ dậu thuộc mệnh thổ có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân hoặc có tiệc mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu hao tốn về mua sắm tu bổ sửa chữa trang trí có tin tức xấu về buồn mạng sức khỏe đi lại di chuyển của người thân hoặc việc mong cầu có sự chậm chạp gặp rủi ro có tài lộc hoặc quà tặng tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc. Có sự dọn dẹp tu bổ, sửa chữa. Ngày có nhiều việc xảy ra phải lo âu. Tài lộc tuy có nhưng hao tài về giao thiệp mua sắm. Sức khỏe không tốt, có tin buồn ở xa. Làm việc gì cũng không nên có tính dây dưa sẽ không tốt, không có lợi. Có sự hư hại cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim. Có quý nhân giúp đỡ. Có sự gặp gỡ bè, bạn thân nhân, hoặc có tiệc tùng, đình đám có tin xấu về đi lại di chuyển các phương tiện xe cộ máy móc mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu nhất là lưu ý đến những công việc cũ có sự phiền lòng bất an trong quan hệ giữa bè bạn thân nhân hoặc gặp rủi ro có tin buồn không nên vội vã hoặc lo ngại sự việc sẽ tốt trong vài ngày sắp tới sức khỏe không tốt tử vi tuổi tuất sửu tất tương hình khiến người tuổi tất phải nhận lấy nhiều phản ứng trái chiều của người khác vì đã ăn nói quá thẳng thắn hãy nhớ rằng cho dù mục đích của bạn là tốt đi chăng nữa mà việc truyền đạt không hiệu quả thì cũng không đạt được kết quả như mong muốn trong công việc nếu gặp phải trở ngại và nhận thấy vấn đề vượt quá khả năng giải quyết bạn đừng ngại xin sự trợ giúp từ đồng nghiệp hoặc những người có kinh nghiệm xung quanh sức nhiều người có thể khiến những việc bất khả thi trở thành khả thi nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bạn nên đi về hướng Nam để gặp hỷ thần hoặc hướng Đông để gặp tài thần, có như vậy thì mọi việc sẽ được tiến triển thuận lợi hơn. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, thân, dậu. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa. Không nên tin tưởng quá vào những việc đến trong ngày, rất dễ có sự không vừa ý. Tuy nhiên vẫn có tài lộc, có tin tức tốt về công việc hoặc về tình cảm. Có lộc ăn, quà tặng, hò hẹn, hội ngộ, có khách đến có người đi xa tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ điểm tốt hay điểm xấu chưa biết được phải nên cẩn trọng mà tiến từng bước sẽ gặp điều lợi sự háo thắng vội vàng chỉ đạt được ở buổi ban đầu sẽ không có lợi cho nên hành động như thế nào để cho mình khỏi bị vướng kẹt là tốt tài lộc đến nhanh hao nhanh tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc không nên đặt nặng vào những chuyện nhỏ nhặt tiểu tiết nếu không có sự hao tốn tiền bạc thì cũng khó thành công nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại hoặc đi xa ra đi giải quyết công việc có người đem đến tin tốt tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim tài lộc không tốt nếu có cũng phải có sự hao tốn hoặc phải chia phần có chuyện làm ơn mắc oán ngày gặp nhiều chuyện ưu phiền rắc rối về công việc cũng như về tình cảm sức khỏe không tốt cần phải có sự suy nghĩ kỹ trước khi ăn nói viết thư nêu ý kiến dễ bị hiểu lầm thị phi bất hòa tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy nếu là công việc thì không nên đặt nặng vào những chuyện nhỏ nhặt tiểu tiết. Nếu không có sự hao tốn thì cũng khó thành công, nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại hoặc đi xa, ra đi giải quyết công việc. Có người đem đến tin tốt, việc mong cầu về tài lộc nếu có cũng phải gặp sự trắc trở, rắc rối hoặc phải tiêu hao cho những việc tu bổ, sửa chữa, giao thiệp hoặc chỉ là tiền vay mượn. Tử vi tuổi hợi hôm nay người tuổi hợi có thể phải chịu sự ngờ vực của đồng nghiệp hoặc bạn bè do kiếp tài tác động khi mọi người không tin tưởng vào khả năng của bạn thì cách tốt nhất là bạn hãy chứng minh năng lực của bản thân mình bằng hành động thực tế chỉ cần tập trung vào công việc thì mọi rắc rối bạn gặp phải sẽ dần dần có cách giải quyết thôi bạn chẳng hề thua kém bất cứ ai vì vậy mà chẳng việc gì bạn phải sợ hãi lùi bước cả ngược lại hãy tìm cách biến thách thức thành cơ hội trong chuyện tình yêu chuyện tình cảm của bản mệnh và nửa kia không được yên bình có thể tất cả những gì bạn nghĩ là đúng lại chỉ là hiểu lầm mà thôi, đừng vội vàng phán xét trước khi trò chuyện thẳng thắn với người ấy. Giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ tí, xử, dần. Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa. Ngày có nhiều âu lo, buồn phiền vì có nhiều chuyện xảy ra gây rắc rối, trở ngại cho công việc cũng như sức khỏe, tình cảm. Không nên tin vào người khác hãy tự mình giải quyết lấy công việc của mình. Có sự bạc bẽo, hời hợt trong tình cảm đi xa, di chuyển không có lợi hoặc phải nhọc công mới có kết quả. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ. Nên xem xét lại những công việc cũ và cố gắng giải quyết. Nhưng nếu là công việc quan trọng thì chớ nên quyết định. Ngày không nên tiến hành các công việc mới mà chỉ nên tu bổ, chỉnh đốn, sửa chữa các việc hiện tại. Ngày hay có sự cản trở, khó khăn, hoặc có nhiều tin tức đến khó giải quyết cho trọn vẹn, đầy đủ. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc cần nói lên ý kiến của mình cho mọi người biết để cùng nhau giải quyết công việc hoặc có chuyện buồn ngày sức khỏe không tốt hoặc có sự phân vân trước vấn đề cần giải quyết cũng không nên nản trí nếu đây là cơ hội tốt mở ra cho mình tiến lên tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim nên giới hạn trong mọi việc giao thiệp dễ gặp chuyện phiền lòng mà lại hao tốn không có kết quả tránh mọi chuyện thị phi tranh cãi cẩn trọng khi đi lại di chuyển nên xem trọng về sức khỏe hoặc cần phải suy nghĩ công lao của mình có được bù đắp xứng đáng hay không dễ có chuyện phiền hà mất mát tình cảm làm ơn nên oán tài lộc dễ có sự hao tốn vì những chuyện không đâu tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy nên ra đi giải quyết công việc không nên bối rối khi gặp những tin không tốt hoặc cần phải sửa đổi ngày có nhiều sự đương đầu với những trở lực khó khăn hoặc tâm tình bất an sức khỏe không tốt có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn quý nhân và có hao tốn tuy nhiên cần phải cố gắng giải quyết không nên để qua ngày khác cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại